Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố Vấn Pháp Lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người về mức hưởng lương hưu thấp nhất và cao nhất hiện nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì không thể phủ nhận một sự thật rằng với người về hưu lương hưu chính là thành phần quan trọng để giúp chi trả các nhu cầu sống cơ bản. Mức hưởng lương hưu không phải là cố định tại thời điểm nghỉ hưu, mà định kỳ được điều chỉnh tăng theo chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế, phù hợp với ngân sách nhà nước và vị bảo hiểm xã hội để đảm bảo cuộc sống của người nghỉ hưu. Nhằm bảo đảm đời sống cho người nghỉ hưu, từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, thì mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức hưởng lương hưu tại thời điểm năm 1995. Chỉ tính khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2023, chính phủ đã 6 lần điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng với các mức điều chỉnh tương ứng như sau: tăng 8% vào năm 2016, tăng 7,44% vào năm 2017, tăng 6,92% vào năm 2018, tăng 7,19% vào năm 2019 tăng 7,4% vào năm 2022 và tăng 12,5% hoặc là 20,8% vào năm 2023. Hiện người hưởng lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội có mức hưởng trung bình là 5,6 triệu đồng một người một tháng, còn người hưởng lương hưu từ nguồn ngân sách nhà nước có mức hưởng trung bình là 4,7 triệu đồng một người một tháng. Người có lương hưu cao nhất nước ta hiện nay là ông T đang sinh sống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với mức hưởng vào khoảng 140 triệu đồng một tháng số tiền lương hưu hàng tháng thấp nhất của người thụ hưởng hiện nay là 1,8 triệu đồng một người một tháng, từ đối tượng là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. Ngoài lương hưu hàng tháng, người lao động còn được cấp thể bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nghỉ hưu để được hưởng các quyền lợi khám chữa bệnh và, và chăm sóc sức khỏe do vị bảo hiểm y tế chi trả với mức hưởng là 95%. Thực tế, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế hàng trăm triệu đồng thậm chí là hàng tỷ đồng cho những người hưởng lương hưu bị mắc bệnh nan y, hiểm nghèo, vân vân. Khi lớn tuổi, nguy cơ đối mặt nhiều hơn với ống đau, bệnh tật nên việc được chia sẻ phần lớn nguồn chi phí từ quỹ bảo hiểm y tế sẽ giảm bớt áp lực kinh tế cho con cháu của người nghỉ hưu. Không những thế trong thời gian thụ hưởng lương hưu, người hưởng lương hưu không may qua đời thì thân nhân của họ còn được hưởng chế độ tử tuất với nhiều quyền lợi. Vì chính phủ thường xuyên ban hành vi định điều chỉnh mức hưởng lương hưu đã và đang góp phần quan trọng nhằm ổn định cuộc sống cho người nghỉ hưu. Bên cạnh đó, hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội càng ngày được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia nói chung và người nghỉ hưu nói riêng. Hiện nay, theo quy định, thời gian người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu là 20 năm, dẫn tới nhiều người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn, nên khi hết tuổi lao động, không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu. Trước thực trạng này, dự thảo luật bảo hiểm soi sửa đổi, sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia muộn, có thời gian tham gia ngắn, được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội. Bổ sung chế độ trợ cấp thai sản nhằm, nhằm hấp dẫn, thu hút tạo điều kiện để người dân tham gia bảo hiểm xã so hội tự nguyện, v.v. Vì đề xuất sửa đổi luật bảo hiểm xã hội lần này nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đề ra, cũng chính nhằm đáp ứng những nguyện vọng của đông đảo người lao động mong muốn được hưởng lương hưu và có thể bảo hiểm y tế để chăm lo cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người một số vấn đề xoay quanh đến mức hưởng lương hưu thấp nhất và cao nhất hiện nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bốt thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.